Cầm lên 150 nó to. Nó phải nó phải nhá. Ai đấy chứ tao lố má. Cái này gọi là cái bốt. Chào mọi người nha. Đang chợ Đà Lạt trong thành phố Đà Lạt đây này. Ngồi đi. Ôi cái này nè. Nó có hai à mọi người. Cái này cái bốt. May vô thử đi nha. Xem vào thinh này luôn. Đây chị xem đôi bốt này, đôi bốt này mà. Khoảng 200 hàng chị lấy à? Em cũng thích lấy một đôi xem mà. Đi vòng ở đây nè chị nè, vòng quá. Em chào chị Bích Hằng. Ở trong này nè, coi đi. Mình mới chỉ gặp phải nhung nhung ấy. À, của bốt phải nhung nhung này. Này cái bốt nhung nó không bong. Bốt này nó bong. Bốt nhung. Chị lấy bốt nhung ấy. Nhung không? Đây đôi kia nhưng mà lại gót thấp hơn. Không phải bốt nhung đấy, nhung đám tích tích đấy cả. Bên kia kìa, cả nhung đi đấy. Ờ, cả nhung nó không bong mà. Em đi bốt nhung nhưng mà thấp lắm. À, đĩa nó không có đĩa cao. Đĩa cao cao thì mới đẹp. Có cái loại bốt nhung mà nó cao, cổ nó cao hơn à? Có không? Không chị. À, cái nào nó có làm sao nó có vậy à? Đồ này đồ si mà. Chủ yếu là đi chơi. Chào anh Lý. Tương Lý mua trẻ, trẻ con. Đôi này cũng đẹp này. Ừ, đôi này cũng đẹp này. Mang vô thử đi, mang vô chân thử đi. Ừ, cái lòi đấy mới đấy. Thảo lùng thấy ấm quá trời, trời ơi, cái lòi ấm á. Thảo lùng như lòi á, cả nhân. Vậy đi đôi này cũng đẹp này. Ừ. Thật suy nghĩ chị chế, quả đi sớm lo nói. Như hai mươi như vậy. Chị chào Uyên Nông nha. Đây mấy chị em rủ nhau đi chợ đây này, đi chơi này. Ồ, đấy nó chấm sáng. Thì nó đem nó nữa hả? Cái bộ chế lùng cặp à? Em có số, có gì mít lùng quảng quảng về xin đấy lùng chế hiểu rồi. Lấy số cho quảng quảng về đấy lùng
chi nát màu đấy. Đó thì đeo lồng mạt đấy. Đảm trùng đấy. Mình đeo lồng mạt rồi cho đáng lồng mạt rồi cho kỹ lồng mạt tê luôn. Nó đẹp lắm chị, chứ không phải nó xấu đâu mà đều sợ mình chưa may lắm. Cái này bao nhiêu? Dạ đó thì em nói là 350. 300 hai đôi đi, mỗi bớt đi. 600 hai đôi đi. Đấy đi đúng mà. Hà xong khoảng bẹt nhàng đẩy lò ha thợ hao cáo. Ha khỏi quả ra này. Còn đấy là áo dù ra sớm cũng 300. Lấy số thì em lấy cho. Nhưng mà bốt nhung. Ừ, 208 nó giảm xuống. Có đâu chị, hàng này chung là giá đó rồi. Có giá chị này mua hàng như chị cũng biết rồi phải không? Nếu mà chị đem bốt giá cả nó có hết rồi, mỗi năm là bán 350-400 không à, năm nay bán không được. Chỉ dòng một cuộc sống xuống vé, ngồi dòng anh. Ta nó bạc tập đây. Đây hả? Bông phiền tế. Bông phiền tế. Ao tâm này đã, mới đẹp không lại. Đây không hưởng cụ đế, không hưởng cụ chị yêu á. Tầm tế hết. Ao tâm tế đã, mới đẹp không lại. Bọn chị phải bốt đấy. Mơ nụng cá mô đảng à. Nào cổ bốt nhung hưởng lắm. Chào Linh Huệ nhá. Chỉ có ngắm thôi, không mua được đâu. Hàng đẹp nhưng mà không có tiền mua, chỉ đi ngắm thôi. Lấy đâu luôn đi. Cho nó sâu vui. Cái mình nhỏ quá. Kẹp vào cái này được. Sao là sao nó như thế? Co vô sao được? Chứ mà mình bỏ như thế làm sao được? Cái này cho mình đi cả đồng đổ đi. Bắt chân mình đi. Bằng cái này nặng lỏ đó. Chút chân chút. Ủa mình thấy chắc chắc lắm. Sao nó thấy thì đấy đấy. Rồi nó lỏ rồi. Đấy nó cứ đưa ra sơ vui nè. Bằng hết đi. Nó cái này mấy cái cụ mẹ đó. Nó cụ mẹ Diễm. Bây giờ là mấy cái cụ cái mẹ nằm. Cụ cái này. Cụ cái này. Ổn nút đi hả? Ổn nút ra đó. Nhưng mà đôi đấy nó chắc là rộng quá. Nằm ở sen khải. Ai được? Cái này phù hợp em nhá. Cô này, cô này mình đã ham cứng. Nhưng mà nhìn dáng nó đẹp hơn đấy. Nhìn dáng nó là đẹp. Ừ, dáng nó đẹp hơn đấy. Nó cho ốc chế với khải với tàng ốc chế với khải với nhưng nó cô nhau cái này là có lợi nhạc rồi nhé. Chắc là theo nhau nhạc theo thích của lâu, sự thích của lâu nghe đĩa đấy mình hầm đáy hầm đáy hầm tầm cái đĩa mình hầm cải cải chỗ này còn đẻ đó cải bên ngoài. Nhưng mà cụ lại đây hơn, phóc hơn đấy. Nhưng mà là tắm ra ghen đĩa mình là hàm súng thôi. Nhưng mà đi vẫy đi mặc áo dài nó đi cao thế này nó đẹp hơn. Vậy năm mặc vẫy em chẳng ai xin cho luôn.
không mà lánh thể khổ nào vậy đi nha. Cái đấy mình bỏ mì cá lổ, tìm lá khá nó sẽ nhỏ. Chào em Lục Vị nha. Lên thành phố Đà Lạt đi em ơi. Hôm nay đi hái cà. Hôm nay hái cà. Hôm nay ở nhà sao? Chào Chín Hoàng nha. Cắt thử được ra. Đẹp lắm. Nhưng mà cô không mua được đôi nào đây. Mua về thì trong nhà có rồi. Về thì về máy bay, về thì không mang về được. Nhỏ không lấy rồi đi cái bự mang vô làm chi cho nó rộng. Đây này hả? Đây chân này nè. Chân này. Dạ có chút xíu siêu à. Đôi lúc nãy chị cầm cho ấy. Có chút xíu siêu à là chị mang vừa rồi. Dạ. Dạ dạ. Đôi này có phải là cùng cái này không? Đây đem coi cho. Dạ hàng có mình cảm tình luôn. Dạ đúng rồi chị. Tầm lít em gói ra. Cháu đã hồi nhảy bán hàng với cái này này. Nó thả mình thấy trong bộ phận nó phân đi. Ở đây hồi nhảy nhảy khá cái bộ phận. Hay vừa gặp về đây nè. Mẹ sử, cái tỷ khả năng ăn bay về hết cái mì à. Mì lái cần về hết mà bởi chứng giật dần luôn mà dày léo. Cứ giả hết. Ừ, hết cái kiểu tiểu. Lào hẳn nhiều cá bon, đồ nọ mì cần về hết mà bởi chứng giật luôn mà kiểu tỷ dày dày léo. Tâm mì phin nè. Dày chứng luôn mà bởi đéo. Mì miêu nè. Hà hãy mít khẩn hơn nè. Chèo đưa đi à? Họ thấy thầy đang hoang bây giờ em kìa thấy một khẩn đấy. Sáng sớm mới hàng em mới lấy cái này ra. Anh luôn thoải mái rồi. Anh thoải mái rồi áo. Bây giờ chị chờ nó đi đâu. Nó mắc hết rồi. Nó còn nhậu. Nhậu mình mới đây bảo nè. Dạ, hai người mua hai người tặng hai người à. Mua tặng năm người đi bà mua hôm nay cô bán 250 lắm ấy 250 nha. Trời đấy, ơi đấy đấy còn lại bán thêm một chỉ rồi nè cái lựa chọn em là mới ở đây rồi à hả lấy hai đôi mà dạ chị không lẽ em bán cho chị này gì cho mấy cho chị khác mà giá cả thì em đã báo giá xong rồi chị trả giá xong xuôi rồi em mới bán chứ em đâu có bán tình bậy đâu mà chị trả anh chi cho mệt em bao nhiêu 300 Trời ơi, ở đây em không có bán 208 đi, 300 đi, cháu lấy đâu. Em coi cho đúng số cho chị chứ đi về. 295 phần còn tiền. 300 ngàn là còn lên tỷ nữa. Nhưng mà 300 thì bớt 208 bớt 20 rồi. Không. 20 mà. Em bớt là em bớt hết 4. 50 ngàn cho tới 100 ngàn. Cái đế này còn mớ hàng á, bớt nhiều thế còn lời gì dạ, đẩy để thôi mà đẩy để thôi mà có chuyện chị luôn là em bán là lấy đồng vốn em kiếm tiền khác em mua lại cũng khác em có hai cái gì cũng còn bắt đầu đấy mi chắc vậy cả lực thư phủ bốt nâng nhất để lại pi à có lòng với ôm lòng tiền to đà gắn ôm lòng tiền chơi xe hoặc mỏi xe mình đấy giấc ôm lòng tiền để to đà gắn lòng chứ để ông ngồi cái về không đúng số mình suy nghĩ à rồi đến em bỏ vô cho đúng bác thanh không về được đâu đúng rồi bỏ vô chứ rồi 230 235 225 người về mang chiếc được chiếc cái tội em trên đây em trên này đâu phải đó ở dưới chị mang cũng trên này ở trên này thôi đây trên này ở đây thôi này trên đây cũng một thôi trong này mấy cái này cái đôi mưu rồi nó có cái hình lắm cả giờ luôn được vui được đây đây bỏ vô đi cho mau mắn cái em không mắc đâu trời ơi xem nhân định cái tay mang đó à hèn hả 300 trà gà sao mà chị cứ ngụm ủa từ từ đi không ý là nhụm nhụm ý là chị sợ bán mắt cho chị không lại vàng thế vội quá không lấy đó đi về đi phải xem phải mua hàng phải từ từ người ta còn nói thích nói chuyện thì sao thích nói chuyện này phần mua vừa bán không ép phần mua vừa bán ấy đâu có vội vàng được đâu bán cả ngày cả đêm mà 10:36 mấy bộ hàng á mình cũng mua nhưng mà mình cũng phải cảm ơn mấy chứ rồi cảm ơn mấy chị nhiều nhiều lắm đó rồi
Thế may mắn lắm rồi. Thế chiều thì bán được nhiều. Mua được cả ngày bán được mấy đôi thì cũng có tiền có áo rồi. Chị chào em đấu bông nha. Lại hát đi. Cảm ơn rồi, đem dọn cho. Rồi rồi, dọn nha. Cảm ơn nha. Qua Tết cho ghé lại thăm nữa nha. Vâng. Qua Tết lên mua. Rồi, rồi, rồi. Vâng vâng vâng, được rồi. Chúc may mắn cho chị nha. Học quá đi. Mua một đôi giày rồi lại hết tiền. Đang mặc đây này. Bây giờ biếu thì mới lấy thôi, còn mua không có tiền. Mua thì không lấy nữa. Mua thì hết tiền rồi. Ai biếu thì được. Lái cho phải. Ai biếu thì lấy. Đầm phải nhàm. Đầm bây giờ mua này mà cái này này. Đây nè, trên này đây nè, trong nhà có rồi, ngoài bác có rồi. Chị mua vài cái thế này. Cái này len mà. Len này mặc sướng lắm. Cái này đẹp lạnh. Lạnh mà cái này sướng này. Cái này nắp dùng. Sao mà mặc được cái này? Giày dép trên kia. Ô, vải. Giày dép. Lên xem hết đi. Chị chào Lan Nông nha. Đang thành phố Đà Lạt. Đi chợ Đà Lạt đây. Hô lô chè. Chắc âu khẩn các quay dây dép này mà lúc nhìn. Nghe thèm nè, có cái lái gì. Ôi rồi này ngay. Ôi trời ơi. Đây. Nó bắt vào xem nó lâu sẽ xá lao. Nó sẽ xá lao. Đây. Mong kinh tế này cả, mong các tệ. Thế thôi. Nhưng mà lại giá. Rồi, để đi ngắm đi chơi đã. Để ngắm đó. Ngắm rồi. Lén à? Ngắm à. Lại thích thôi, quá. Nó gật lén lục lục ấy. Nó mì la, chị lại bừ các sự lén đồ thô lái á. Phải nhằm, cảm ơn ấy. Ừ. Đây. Pha chá. Có nhiều thứ nha. Hửi hửi không hửi hửi cái mùi gì mà khó chịu thế. À dài giờ mặc màu ở chỗ đây. Cái áo này à. Ui mình khẩu nữa, cái này bố mình cũng khổ lâu đó. Váy dù có hai hề khu vui chơi rồi. Mấy cái vải về may đồ đi. May áo. Áo dài các kiểu ấy. Ờ, nhau à. Đôi giày gì. Khu vui chơi nha. Đảng á, vậy thì thầy hắn treo vui chơi dù vật từng nhau mới từng mi. Thôi, tôi mới chắc khẩn hơn. Ồ, nó ở lại chứ mấy. Chả dầu mới chắc lổ lung thôi mà. Ờ, khẩn thế nhà lai á. Đây nè, có nhiều thứ đẹp. À, xem ha, áo khô quản tóc vừa hồi nãy cả. Muốn tìm lấy thì
thình chế đấy liệu hẳn nè nghe kiểu chế quạnh nghe cả cha thế rồi thôi mơ thấy ngầm chuột thì em mi bên nhầm giờ bực đấy tiếp xén kể hỏi nhang sận thử mà nè hỏi nhang sận thử tặng phải mi mi leo cột á khu vui chơi trên này mà đây chị chào em Lan Điệp nha. Nó lọt tinh á. Nó quay cho từ mấy lo rẻ ha. Nó khẩn vào lo mấy thằng Sài Gòn nữa nè. Đã. Ừ. Chơi là chỉ dù hả mà. Nãy thì cả tưng nãy. Tưng mà thì. Ừ. Đi ra ha vào trong đấy xem nào. Xem có cái gì đẹp. Có cái lỗ bây giờ pha lô. Lỗ lá. Tinh Hoa Hà Nội. Đây bánh đây. Quán ăn rồi. Vào quán ăn vậy là 40 cái cầu thang hồi nãy mới xả. Cầu thang. Đây. Đi thang máy bận đi. Mà nhầm mình mau lư. Ở luôn có ô tô thế này. Và có khu vui chơi nhằng lan tinh đi. Ờ. Phải gì này khá nài nha. Hết càng đấy. Là phải giảm một khu vui chơi. Thôi chắc chơi cái này. Tình nãy phải giảm. Mà cái bia để ô tô đi thang. Kéo cả ô tô mơ mà. Đi xử đâu cơ. Cái này. Chơi này. Tại sao là chơi càng đẻ cái gạch đách. Ờ cái gạch đách rồi. Lấy lâu bao tỉnh vậy? Lâu. Lâu chú tỉ với chả. Lâu chú đó thì cả. Ngã cái giả càng đến nhà. Gà hơi gà nấy mà lấy. Đấy. Cái gì hạnh khỏe đó thế này. Cái cân thì hẹp mới dán lâu đi hành quẹt lá né nè lá người ta làm đẹp cái này thì người ta làm đẹp đấy. Thang máy mình dàn dàn vẫn lật nâng thứng á. Ừ. Giá này đắt pha. Ngò. Luôn này đó. Lúc lò này nhé, lúc này phải chinh thắp xuất thúng để lá. Tại sao lò nó tàn lò và dạng hay gì? Nó tàn lò, nó phải lo xe, chứ tại thế.
cái căng đấy. Áo đeo phải mi sen, áo thinh dường, thinh dường. Nó đỏ thinh. Nhem nó thinh. Chào căng mà rủ lô. Mẹ lúc nãy bây giờ ở trên đấy nó chẳng trong vòng quay này. Phải ly lại này. Quay phải ly lại. Thấy ngần lúc này đâu. Nhảy dạy quá văn này nè. Chắn lộ áo mà lủng á. Vẫn chắc áo cái váy mà đổi với chụp ảnh ngon này. Áo gà nhưng mà đều nặng nặng lơi tầm nhau ấy. Áo cái bạch cưới ấy. Cô lô nhang lái mà. Mì à lô áo mơ mì áo mơ để nhường lái ơ. Ờ áo áo váy à tầm mì sen quá. Áo sen cái áo này gì. À đúng rồi, hóa này chắn lái nha. Đây. Ờ. Đồ kín á. Đây đồ ăn này. Bánh xoài này. Xoài sấy này. Bánh sấy dẻo. Xoài sấy dẻo. Chị nhá. Ăn thử ấy, nó bảo là ăn thử. Nó bảo ăn thử phải lấy đấy. Bây giờ đi. Hà đại sĩ. Thử đi. Phụm chém, phụm chém. Chính khoai lang sấy. Khoai lang sấy hả? Khoai lang hả? Ba, cái 30 một gói. Gói này bao nhiêu? Xoài chị đang ăn đó là cái đó đó. Xoài bao nhiêu một gói? 120. Ừ. Cái này 30 hả? Cái gói nhỏ 30, cái lớn 60. À cái này 60, này gói nhỏ này 30 phải không? Ừ. Lấy một gói á. Ừ. Chị lấy gói xoài ăn đi, em có cái hộp có 50, 60. 50 đâu? Cái này có xoài nước ớt này, xoài thường này, cắt cái hộp nhỏ, dạ, không có phải đẹp, 60, dạ, không có cô, lấy hộp xoài ăn thử đi, bên này có ăn thử trong thay này, có xoài ớt hay xoài dẻo, xoài ớt xoài dẻo, lấy hộp nhỏ thôi, đưa con 50 đi, đây, tính cô 50 đi. Đây, thùng còn khó, không cần. Lấy hộp gì? Lấy hai hộp hả? Lấy một hộp, 50 nha. Khỏe. Ờ. Có cái bình đựng á. Nó xách đi theo xe mới được, mới ăn được chứ. Điều này đau bao nhiêu một gói? Để cho 130. Không lấy nữa. Lấy
cái này được rồi chị. Hạt điều Đà Lạt được hai gói này, được rồi, mua được một hai gói này thôi. Vâng, chào nhá. Thôi chào tất cả mọi người, kết thúc đã, tí đi ăn khu vui chơi lại tiếp tục. Vâng.